Cô xin chào tất cả các em. Các em đã sẵn sàng cùng cô vào bài học ngày hôm nay chưa nào? Vậy chúng ta bắt đầu bài học ngay đây nhé. Như các em cũng đã biết, để đo độ dài quãng đường hoặc độ dài của một vật nào đó, chúng ta sử dụng đơn vị đo độ dài. Để đo độ rộng của mảnh đất hoặc độ rộng của một khoảng sân nào đó, chúng ta sử dụng đơn vị đo diện tích. Để đo cân nặng của một vật, chúng ta dùng đơn vị đo khối lượng. Vậy để đo thể tích một vật, người ta dùng những đơn vị nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay các em nhé. Cm khối, dm khối. Đây chính là hai đơn vị đo đầu tiên trong bảng đơn vị đo thể tích đó các em. Qua bài ngày hôm nay, chúng ta cần nắm được những nội dung sau. Các em chú ý nhé. Đầu tiên, các em phải có biểu tượng về cm khối, dm khối. Nội dung số 2, các em biết đọc, viết đúng các số đo đơn vị là cm khối và dm khối. Các em nhận biết được mối quan hệ giữa cm khối và dm khối. Các em giải được một số bài tập liên quan đến cm khối, dm khối. Chúng ta cần làm bài số 1 trang 116 và bài số 2A trang 117. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu đơn vị đầu tiên các em nhé. Các em quan sát trên màn hình, cô có một hình lập phương có cạnh là 1 cm. Vậy hình lập phương này có thể tích là bao nhiêu? Hình lập phương này có thể tích là 1 cm khối đó các em. Vậy thì cm khối nghĩa là gì? Cm khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 cm. Cm khối được viết tắt như sau. Các em viết cm như trong bảng đơn vị đo độ dài. Sau đó các em viết số 3 nhỏ ở phía trên bên phải. Chúng ta được đơn vị đo cm khối. Và đây chính là ký hiệu của đơn vị đo cm khối. Các em cùng đọc với cô nhé. Cm khối. Cô có một hình lập phương lớn hơn, có cạnh là 1 dm. Vậy thể tích của hình lập phương này? Thể tích của hình lập phương này chính là 1 dm khối. Vậy dm khối được hiểu như thế nào? Dm khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 dm. Và dm khối được viết tắt như sau. Các em cũng viết dm như trong bảng đơn vị đo độ dài. Sau đó các em viết số 3 lên trên phía bên phải. Chúng ta được đơn vị đo dm khối. Các em cùng đọc lại với cô nhé. Dm khối. Cô vừa giới thiệu với các em hai đơn vị đo thể tích đầu tiên trong bảng đơn vị đo thể tích, đó là cm khối và dm khối. Cô mời một bạn đọc lại giúp cô nào. Giỏi lắm. Các em tiếp tục quan sát trên màn hình của cô. Cô có một hình lập phương có cạnh 1 cm và thể tích là 1 cm khối. Cô có một hình lập phương cạnh 1 dm và thể tích là 1 dm khối. Vậy thì các em quan sát bằng mắt thường có thể thấy được 1 dm khối sẽ như thế nào với 1 cm khối các em? Đúng rồi. 1 dm khối sẽ lớn hơn 1 cm khối. Nhưng để biết được 1 dm khối lớn hơn bao nhiêu lần thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu mối quan hệ giữa dm khối và cm khối các em nhé. Để tìm hiểu được mối quan hệ giữa hai đơn vị này thì cô mời các em cùng theo dõi một bài minh họa sau. Trên màn hình cô có một hình lập phương màu vàng có cạnh là 1 cm. Thể tích của nó là 1 cm khối. Cô có một hình lập phương lớn có cạnh là 1 dm và thể tích là 1 dm khối. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ xếp những hình lập phương nhỏ màu vàng vào trong hình lập phương lớn để xem chúng ta cần bao nhiêu hình lập phương nhỏ để lấp đầy hình lập phương lớn các em nhé. Đầu tiên, cô sẽ sử dụng những hình lập phương nhỏ cô xếp theo hàng ngang. Các em có thể quan sát hàng ngang của cô nhé. Rồi, cô sẽ xếp hàng ngang trước. Các em cùng đếm với cô nào. Vậy hàng ngang của cô có bao nhiêu hình? Hàng ngang của cô có 10 hình. Vậy thì cô đã xếp xong hàng đầu tiên. Cô có 10 hình. Vậy bây giờ cô sẽ xếp theo chiều dọc để cô xem có bao nhiêu hàng các em nhé. Các em cùng đếm với cô nào. Ở đây cô có 1 hàng rồi nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Vậy là cô có 10 hàng. Cô có 10 hàng.
mỗi hàng có 10 hình. Vậy cô đố các em, lớp đầu tiên của hình lập phương lớn là bao nhiêu hình? À, muốn tìm mỗi lớp của hình lập phương có bao nhiêu hình thì các em sẽ làm như sau. Cô sẽ lấy 10 hình của hàng thứ nhất, cô nhân với 10 hàng như thế, cô có 10 x 10 bằng 100 hình. Vậy lớp thứ nhất cô đã có 100 hình. Vậy thì mỗi lớp có 100 hình. Để lấp đầy hình lập phương lớn thì cô cần bao nhiêu lớp 100 hình như thế nào các em? Các em thử đoán xem. À, bây giờ chúng ta cùng theo dõi theo. Lớp đầu tiên cô đã có rồi các em. Lớp thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 lớp. Vậy mỗi lớp là 100 hình. Vậy 10 lớp như thế có tất cả bao nhiêu hình các em? Hình lập phương cạnh 1 decimet gồm số hình lập phương 1 cm là cô sẽ lấy 100 hình ở lớp thứ nhất, cô nhân với 10 lớp như thế, cô có 100 x 10 bằng 1000 hình. Mà một hình là thể tích 1 cm. Vậy 1000 hình có thể tích là bao nhiêu các em? À đúng rồi, 1000 hình có thể tích là 1000 cm khối. Vậy thì bạn nào có thể cho cô biết 1 decimet khối bằng bao nhiêu cm khối nào các em? À, 1 decimet khối sẽ bằng 1000 cm khối. Một bạn nhắc lại giúp cô nào. À, con giỏi lắm. Vậy thì cô đố các bạn. 1 decimet khối gấp bao nhiêu lần cm khối? À, đúng rồi. 1 decimet khối gấp 1000 lần cm khối. Vậy thì ngược lại, 1 cm khối sẽ kém 1000 lần decimet khối. Cô có kết quả như sau. Cô mời các em cùng nhau viết vào trong tập với cô nhé. 1 decimet khối bằng 1000 cm khối. Vậy 1 cm khối được viết dưới dạng phân số sẽ bằng 1 phần 1000 decimet khối. Và cô có cách viết dưới dạng số thập phân, 1 cm khối sẽ bằng 0,01 decimet khối. Và đây chính là mối quan hệ giữa decimet khối và centimet khối đó các em ạ. Và chính là kiến thức của chúng ta ngày hôm nay. Cô mời một bạn nhắc lại cho cô mối quan hệ giữa decimet khối và centimet khối nào. À đúng rồi, decimet khối và centimet khối là hai đơn vị liền kề trong bảng đơn vị đo thể tích. Và decimet khối và centimet khối hơn kém nhau 1000 lần. Chúng ta vừa tìm hiểu xong mối quan hệ giữa decimet khối và centimet khối. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau áp dụng những kiến thức chúng ta đã học để làm bài tập thực hành các em nhé. Trước khi vào bài tập thực hành, cô có một hộp quà dành tặng cho các em. Hộp quà bí mật. Trong hộp quà của cô có một nhiệm vụ. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và làm. Bạn nào làm xong trước gửi cô sẽ nhận được phần quà trước tiên các em nhé. Và nhiệm vụ này cô đã được đăng tải trên trang web của nhà trường. Các em cùng nhau lên trang web để lấy bài về làm các em nhé. Nếu như các em có gì thắc mắc, các em cứ hỏi cô sẽ sẵn sàng giải đáp. Cô chờ các em. À, các em đừng quên khi học bài xong, chúng ta ôn lại mối quan hệ giữa decimet và centimet khối nhé. Các em luyện tập bài 1, bài 2, trang 31, 32 vào bài tập toán. Và nhớ đừng quên xem chiếc bài mét khối trang 117, 118 nhé. Cô chúc các em có một ngày học tập thật tốt. Cô chào tạm biệt các em.